Bản tin trưa ngày 26 tháng 7. Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 26 tháng 7. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Nhân viên ngoại giao Mỹ rời lãnh sự quán ở Thành Đô. Nhà Trắng cảnh báo chiều ăn miếng trả miếng của Trung Quốc. Tổng thống Brazil thông báo âm tính với virus Vũ Hán, quảng bá thuốc chống sốt rét. Hồng thủy số 3 hình thành trên đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Số ca nhiễm virus Vũ Hán mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 4 tháng qua. 24 chiến hạm Indonesia diễn tập trên Biển Đông. Campuchia xác nhận thêm 23 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Tin tại Việt Nam, Đà Nẵng thêm một ca nhiễm COVID-19, chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân thứ 416 diễn biến xấu, phải chạy ECMO. Đà Nẵng lập thêm 5 tổ y tế cộng đồng, hơn 1.000 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 416. Phát hiện thêm 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Bắt 6 nghi phạm tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận tổng số hơn 16,1 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có hơn 648.000 ca đã tử vong. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục tăng tốc phi mã, phá kỷ lục con số từng ngày. Tại châu Mỹ, Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới và ghi nhận tổng số hơn 4,3 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 149.000 ca đã tử vong. Tính đến hôm 25 tháng 7 là ngày thứ tư liên tiếp, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Tình hình dịch bệnh tại các bang Arizona, California, Florida và Texas có phần nghiêm trọng hơn các khu vực khác. Nước Mỹ cũng đang bước vào mùa mưa bão, với hai cơn bão đầu tiên là Hanna đang đe dọa Texas và Douglas đang chuẩn bị đổ bộ vào Hawaii. Theo The Epoch Times hôm 25 tháng 7, Hanna, cơn bão đầu tiên ở Đại Tây Dương năm nay, có sức gió duy trì 90 dặm một giờ, khoảng gần 145 km một giờ, khiến cho nó trở thành cơn bão cấp 1 cao cấp. Cùng lúc đó, bão Douglas hiện cách khoảng 1.160 km về phía đông-đông nam của Hilo, Hawaii và đang di chuyển về phía tây-tây bắc hướng trực tiếp vào quần đảo. Gió mạnh được dự báo sẽ đến tấn công vào đảo Hawaii sớm nhất là vào tối ngày 25 tháng 7 giờ Mỹ, kéo theo mưa lớn. Nhân viên ngoại giao Mỹ rời lãnh sự quán ở Thành Đô, Nhà Trắng cảnh báo chiêu ăn miếng trả miếng của Trung Quốc. Từ ngày 25 tháng 7, các nhân viên của lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc đã chuẩn bị để rời đi sau khi phía Trung Quốc yêu cầu cơ quan này phải đóng cửa nhằm đáp trả lại động thái của Hoa Kỳ đối với lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Theo Apple Daily, sáng sớm ngày thứ Sáu, ngày 23 tháng 7, chính quyền Trung Quốc đã cử một số lượng lớn cảnh sát vũ trang và cảnh sát mặc thường phục bao vây lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, thiết lập một vòng phong tỏa bên ngoài để cấm xe hơi hoặc người dân đến gần. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lắp đặt máy quay video gần nhà lãnh sự quán của Hoa Kỳ và tổ chức truyền hình trực tiếp các hoạt động từ bên trong. Theo Straits Times, sự việc thu hút đã gần 50 triệu người theo dõi, tuy nhiên không có cảnh ồn ào hoặc đốt hủy tài liệu giống như đã xảy ra đối với lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Nhà Trắng hôm 24 tháng 7 đã cảnh báo Trung Quốc không nên áp dụng chiêu ăn miếng trả miếng và cho rằng việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và thông tin cá nhân của các công dân Mỹ. Tiếp theo, Tổng thống Brazil thông báo đã âm tính với virus Vũ Hán và quảng bá thuốc chống sốt rét. Tổng thống Brazil ông Bolsonaro hôm 25 tháng 7 đã thông báo ông đã làm xét nghiệm lần thứ tư và âm tính với virus Vũ Hán. Tuy nhiên, ông không nói rõ là đã làm xét nghiệm lần mới nhất là khi nào, bởi theo kết quả hôm 22 tháng 7, ông vẫn dương tính với COVID-19. Vị lãnh đạo 65 tuổi này cũng đăng kèm bức ảnh ông đang mỉm cười và giơ một hộp thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine. Tổng thống Brazil trước đó đã nói rằng ông sử dụng hydroxychloroquine từ khi được xác định nhiễm virus Vũ Hán hôm ngày 7 tháng 7 và thuốc đã có công hiệu. Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới và xác nhận tổng số hơn 2,3 triệu ca nhiễm, trong đó có 86.000 ca đã tử vong. Trong khi đó, tại Peru, giới chức nước này đã quyết định hủy kế hoạch mở cửa trở lại thánh địa Machu Picchu vào ngày 24 tháng 7, đúng dịp kỷ niệm 109 năm ngày phát hiện thành phố đã mất của người Inca ngày 24 tháng 7 năm 1911. Thánh địa Machu Picchu đóng cửa hồi giữa tháng 3 năm nay do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Peru hiện là vùng dịch lớn thứ 6 trên thế giới và ghi nhận tổng số hơn 379.000 ca nhiễm, trong đó có 18.000 ca đã tử vong. Tiếp theo là tin tức tại châu Á. Đại Hồng Thủy số 3 hình thành trên đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Theo The Epoch Times hôm 25 tháng 7,
áp lực nước đầu vào lớn khiến cho đập Tam Hiệp không còn cách nào ngoài việc xả lũ, trong khi lũ số 2 còn chưa qua hạ lưu. Hiện tại, trong khi đỉnh lũ số 2 trên sông Trường Giang trong năm nay đang tiến vào tỉnh Hồ Bắc, trận hồng thủy số 3 lại sắp hình thành ở thượng nguồn sông, khiến cho việc kiểm soát lũ đập Tam Hiệp trở nên nguy hiểm hơn cả. Hồ chứa đập Tam Hiệp có thể tiến thêm một bước, gia tăng áp lực xả lũ. Theo Cục Thủy văn của Ủy ban sông Trường Giang, dự đoán xảy ra mưa lớn từ Tây sang Đông trong lưu vực sông Dương Tử từ ngày 24 đến 28 tháng 7. Khi hồ chứa Tam Hiệp tăng thêm lưu lượng, mực nước trong phạm vi trạm giám lợi có thể vượt quá mức phòng chống lũ lụt tối đa và đê Kinh Giang sẽ giữ mực nước cao trong một thời gian dài. Chuyển sang tin tức tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 4 tháng qua. Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 xác nhận thêm 113 ca nhiễm virus Vũ Hán. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 31 tháng 3. Hiện nước này ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm, trong đó có 298 ca đã tử vong. Hàn Quốc đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế, trong đó người dân được phép thực hiện các hoạt động kinh tế và xã hội nhưng phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế kêu gọi chính quyền thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh một số cụm dịch mới đã xuất hiện. Nhiều địa phương tại Hàn Quốc cũng đang phải chống chọi với các cơn mưa lũ. Mưa lớn kết hợp với chiều cường gây ra tình trạng lụt nghiêm trọng trong 36 giờ qua đã khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, trong 36 giờ qua đã chứng kiến một lượng mưa lớn tới 202mm một giờ. Nước lũ tràn vào đường cao tốc ngầm của Busan và nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông. Tại Indonesia, 24 chiến hạm của nước này diễn tập trên Biển Đông. Cuộc tập trận đã diễn ra tại quần đảo Natuna từ ngày 21 đến 24 tháng 7, có thể nhằm phô diễn sức mạnh trước yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Đợt diễn tập trên biển này được tiến hành đồng thời với các hoạt động huấn luyện trên đất liền. Vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna trồng lấn với đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đơn phương vẽ ra trên Biển Đông. Các tàu đánh cá được tàu công vụ Trung Quốc hộ tống nhiều lần hoạt động trong khu vực gần quần đảo Natuna, khiến cho giới chức Indonesia phải lo ngại. Tại Campuchia xác nhận thêm 23 bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 25 tháng 7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 23 ca mắc mới COVID-19 và thêm 1 ca đã bình phục. Theo Bộ Y tế của nước này, các ca nhiễm đều là từ nước ngoài về, trong đó có 2 chuyến bay đến Campuchia từ ngày 23 tháng 7 với tổng cộng 207 hành khách. Hiện Campuchia đã có tổng cộng 225 ca nhiễm, trong đó có 143 bệnh nhân đã hồi phục và vẫn chưa ghi nhận ca tử vong nào. Tin tức tại Việt Nam, thêm một người Đà Nẵng nhiễm COVID-19 và chưa rõ nguồn lây. Vào sáng hôm nay ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 418 là nam 61 tuổi ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân trú tại phường Thanh Bình được xác định là dương tính với virus Vũ Hán đêm ngày 25 tháng 7 và đang được điều trị cách ly tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng phải thở máy. Đây là ca nhiễm thứ 2 được ghi nhận tại Đà Nẵng trong 2 ngày qua. Hiện chưa rõ bệnh nhân này có liên quan đến bệnh nhân thứ 416 hay không. Ngoài ra, vào chiều ngày 25 tháng 7, Bộ Y tế đã ghi nhận bệnh nhân thứ 417 là nữ, 5 tuổi, địa chỉ tại Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ngày 9 tháng 7, bé từ Nga về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5062, cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu. Đến ngày 25 tháng 7, cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam đã là 418 người. Về tình hình của bệnh nhân thứ 416 ở Đà Nẵng đang diễn biến xấu đi và phải chạy ECMO. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 25 tháng 7, bệnh nhân thứ 416 có diễn biến xấu, rất nhanh và phải chạy ECMO, kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ chỉ định dùng thuốc an thần, kháng sinh, kháng virus, tăng cường miễn dịch, nuôi ăn qua sông và lọc máu liên tục. Dự kiến, bệnh nhân sẽ phải thở máy và chạy ECMO trong thời gian dài. Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, Tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng đã có cuộc hội chẩn lần thứ nhất để tìm được biện pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này. Đà Nẵng lập 5 tổ y tế cộng đồng, hơn 1.000 người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 416. Sau khi nắm bắt tình hình tại khu vực nơi bệnh nhân thứ 416 sinh hoạt, đoàn công tác thống nhất phối hợp với chính quyền địa phương lập 5 tổ y tế cộng đồng để quản lý gần 130 hộ dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đây không phải là phong tỏa hay cách ly, nhưng ngành y tế và chính quyền có trách nhiệm phải theo dõi được sức khỏe của hơn 130 hộ dân trong khu vực.
nhà chức trách xác định 1.079 người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 416, trong đó tiếp xúc gần F1 là 288 người. Chuyển sang tin tức tiếp theo, bắt 6 nghi phạm tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh. Công an tỉnh Quảng Ninh hôm 25 tháng 7 vừa khởi tố và bắt tạm giam 6 nghi phạm tại thành phố Móng Cái để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, Vòng A Sủi, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, quen biết với một người Trung Quốc tên là A Lùng. Sủi và A Lùng đã kết bạn qua WeChat để liên lạc và nói chuyện với nhau. Sủi đã liên lạc với A Sùng để lấy số điện thoại của những người Trung Quốc và đón họ qua Việt Nam. Hành vi của những người trên đã được xác định cấu thành tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, quy định tại khoản 2 điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015 và có thể nhận mức hình phạt lên đến 10 năm tù giam. Phát hiện thêm 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng. Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 7 cho biết đã phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau đợt tổng kiểm tra người nước ngoài cư trú tại địa bàn. 21 người Trung Quốc được phát hiện vào khuya ngày 24 tháng 7. Hiện tổng số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng tính đến tối ngày 25 tháng 7 là 52 người. Và cũng trong ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa đưa 17 người tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An đi kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định vì đã tiếp xúc với một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.